thăm khu di tích Kinh Dương Nghi Vương Thuận Thành. Có ai về đến xa Mão Điền lễ thủy tổ quốc mẫu mẹ hiền nước Nam. Cứu độ muôn dân hiền linh cho
tông thiêng để tài muôn thật thật kỳ phục thờ. Ôn sử tích cổ xưa chuyện này nạc đóng quân đi gió mẫu sinh sinh ra tất cả vũ trụ ân hà. Tất cả vũ trụ ngân thánh tiên kính lễ thượng tòa mẫu ban duyên lành âu cơ tiếp linh lạc long quân vâng lành mẹ hiền hiệp hòa nên bối mẫu thân lòng bàn phép nhiệm mẫu một trăm quả trứng trong bầu cơ đất nước Nam từ đó đến giờ. Làm nông dệt vải học hành chữ thiên hoa đầu muốn đi dân tỏ sắc lệnh truyền lập chiều hùng mẫu ban mật pháp giữ biên đi cương nước nhà Nam Bang cường thịnh vinh hoa. Thank you.
18 chiều đại hùng vương giữ tròn mật pháp dân đường cứu sinh thủy tổ quốc nghi mẫu anh linh. Đền Hoàng Thiên, đền Mẫu Hoàng Thiên,
nước tiếng thơm danh thủy tổ quốc mẫu giáng linh pháp tòa muôn dân từ khắp gần xa con thỉnh mời thánh mẫu hiền linh xuống nghe phù đệ tử thiên xuân thọ đọc được cứ đẹp
kết loan phòng kính xuyên, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp ra lòng gieo hoa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giới định chân hương phần khởi xung thiên tuột đệ tử kiên anh kim nô phóng khoảng khóc nhân nhân tức biên mãn tập phương tích cảnh giả du biên nạn tiêu tài trường. Nam mô Thanh Đường Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Thanh Đường Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Thanh Đường Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Xin an thanh thanh ca hồi cung quốc mẫu là không nam ma quốc mẫu là không tiên chúa tài lộc giáng đồng
xa ai mà biết biết đến Chúa bà. Cùng núi bạc vàng đổ cho thoát khỏi
Chúa đồ cho thoát khỏi nan tai, đồ cho tài lộc vinh nghi quang gia đình. Đền mẫu hoàng khiến là nơi thánh tích, giếng mắt xa ban nguyện cung tiên thần thông muôn phép diệu huyền là cứu cho trăm họ bình yên thái hòa. Dâng nhẹ lễ mẫu nhiều nhã nhạc hát ca vang lừng, nhận được thời loan giá từ chúng ý à. Bài sai đỡ chiều cùng mình tang 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 ai phun tóc sơn trang tình tình ngày ngày mang chú mang khai quang dòng nhát thập cờ diệu chúa về chính đàn riêng cả thích tăng cũng sang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ý à.
sóng đang thần thấp thoáng, lung linh trong đêm, bước tiên tỏa sáng, tay múa vẻ bay như gió vờn bay cho nước non tờ muốn dân đâu ta nhà nhà đôi ơn bắc nam phùng hờ, nước non thanh bình mừng vui đón ngày chúc chúa bà trường xuân. Soi cho quốc phú dân thương, cho trong Nam Việt bốn phương thái hòa. Sông đằng chúa soi sáng gần xa, soi cho non nước lỡ hoa bốn mùa. Cứ đêm đêm đốt đuốc đi rừng ý. Lộc tài chúa mới ban ra, bố
hồi hộp để đá bán đi, bán cho tiền tốt mùa rồi, bỗng lộc cho lắm về đây cho nhiều, bán cho dài nhật xưa, bỗng lộc cho nhiều hiểu năm ngoái năm xưa, thành độc con nhà khói phục thờ. 30 mùng 1 10 tứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 10 tứ. Chứng minh công đức cho thanh đồng minh hiếu hôm nay tiến lễ tiến mã đầu xuân mở kho tài lộc, ta cho được mạnh được khỏe đặc ban gia trung cát thánh vạn sự bình an vạn sự kết tường muôn điều như ý nhá. Ta chứng minh công đức tại quỳnh tại quế tiểu chủ hậu tâm thủ nhang phục sự cờ đèn, ta chứng minh công đức cho các pháp sự tấu đối sớ trạm minh bạch về của ta. Ta chứng minh công đức cho muôn dân bách gia trong họ thập phương về xin lộc của đền bà chúa tài lộc ta được phát lộc phát tài vinh hoa phú quý thọ trường dài lâu, được sở cầu như ý sở nguyện tầm tâm nhá. Tinh 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 tin
Chúa độ người tu. Giờ ngò Chúa độ người tu, đức ngớp thành đạo quả, chân như phép tòa linh thay phép của Chúa bà. Thương nghe tòa sớm trang độ cho trăm họ an khang. Chúa độ cho trăm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn đi hồi trong tay Chúa Bà linh nghe ứng thiêng thành mi pháp tòa ý thượng tân kiều pháp tòa bán đi cho đệ tử nhà mời tiên Chúa sang đàn khuôn phù đệ tử an khang thọ trường. Đền mẫu hoàng tiên là lời thánh tích, diễn mắt ra bán nguyệt cung tiên thần thông luôn phép diệu huyền cứu cho trăm họ bình yên thái hòa. Xin oan thanh thanh xa hồi cung, con linh truyền ra thánh ông trần triều, con linh truyền ra các quan thủy bộ cùng là thank you.
truyền phan các quan thanh ông về truyền phan các quan đinh tập văn văn hữu võ đường ba nam tàn đánh đánh truyền văn văn võ đôi văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên ông về tâu đối chép biên dành 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 về cho vị trương sinh cùng thỉnh cầu bé cửa đó
đông xe xa hồi cung tam vị chúa mừng dâng văn văn tam vị chúa mừng tây thiên chúa đệ nhất chúa giáng đền chức minh thanh xa hồi cung đình nguyện đồ tiên chúa bao xa bắc giang yên thế chúa là người thần tiên con gái
chùa sớm âm thầm mồ côi với cha mẹ, gặp được thầy quỷ cốc cốc tiên sinh tư một đời nam phúc như kiêu dân 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 suốt một đời bà làm mà phúc ngờ cứu dân tiên nghe sinh truyền phép đặt tên nguyện người tiên nữ đem đi về bàn đèn đơ
sơn lâm rừng vắng chốn này mới hiền từ ngày tiền lễ sớm sông khê có nhà thế thiệt ứng mộng thần mãn nguyện hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài họ bường ngẩn ngẩn áo chắc chắc đi tài sạch sạch sạch
đôi mắt vương hoa cài chấm dắt vầng trán xinh, vẻ mặt càng xinh môi son nở đóa
soi lên ngàn, soi lên ngàn Chúa soi xuống núi, soi xuống trần phàm biết lối mà đi. Song đằng Chúa sáng tỏ diệu kỳ. Chúa chứng cho quả túi qua dần dần đi. Ý ý à ơi à. Anh bước tiên tỏa sáng soi trong đền đẹp làm sao, đẹp đẹp làm sao. Anh bước tiên tỏa sáng soi trong đêm, ôi đẹp làm sao. Núi kia sệt núi, mây lưng trời lừng lờ Chúa. Núi kia sệt núi, mây lưng trời, mây lưng trời lừng lờ Chúa. Suối rút chơi kim bồi hòa bình.
xanh mở lối qua lương sơn thẳng tới dốc cun non thao uốn khúc dầm trường. Cờ tiên rượu thánh thấp cao
vài tuần này. Ngồi nhất phẩm
quan lớn thuộc cảnh vàng lá ngọc ý vẻ thư hoàng nhất nhất mực tiền cung khâm thừa sắc lệnh vua phong sổ sinh sổ tử liệt đô hàng châu phê xa hồi cung giám sát quyền tài thượng ngàn quan giám sát quyền tài không chỉ tam giới không sai đại chuyện bắt bỏ đôi ngà
văn sớ dâng lên thượng ai, văn sớ dâng lên quan về tàu đối chiếc biên dành dành cấp cho vị trường dòng nhân thập cờ diều con minh chính hoa ban ngã tích tăng cúng giang kim phụ hoàng tân bật thánh chúa tiên chúa. Hằng tàu đối điện đường
trước võ thần quan lớn chân chân thủ lại sang yeah.
tiếng đệ nghìn năm 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 Nước Việt.
một cõi giang sơn lâu đài điện ngọc đèn vàng thanh đồng đệ tử tôn nhang y phụng thờ về tâu đối chép biên thành thành phê cho nhị vị trường sinh các quan xuất gia thật đi theo khai quang chức hoa ban tặng tích tăng phúc cả kim phúc quang tất thật phật phật thách tiên chức trường nhân thế thiên định định xét ý phân sang hèn nỗi khổ tiềm mù giàu sang ấy bởi số trời hay đâu nhân quả con người tạo ra đời
quan đệ ngũ tuần.
khai quang xuất nhan thần đi theo khai quang chứng hoa man tích tăng cung phản đi bông quang thân vật thanh tiên chứng thường dòng nhà cặp cờ diều khai quang chứng minh nhân hạ tăng cúng giang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương tuân phụng phụng như lai điểm khai khai thần nhớn khai nhớn nhớn quang minh khai nhĩ thính thanh khai khẩu năng ngôn khai tâm hoan hỷ khai tâm bộ hành sóng nhan thọc cờ diệu khai quang chứng hoa bằng trăng nước còn in
trận tung 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 hoành. Đập đập đẹp đẹp đi đất ninh giang nước
non ngàn dặm, chốn kỳ cùng núi thẳm sông sâu, khắp hòa nam bắc đâu đâu, đánh đông dẹp bắc nhiệm màu. Khắp bốn phương dân tình phục hiến, đàn sinh thần cùng tiến dâng hoa, trái thơm quả ngọt đắng trà, khấu đầu khấn đạo ở nhà yên vui. Chốn long long đài mây tuôn năm mẹ, cung quảng hàn bóng bóng xê thèm loan, trước làn gió thoảng đưa nhang, ngai vàng lồ lồ lồng lồng lâu lâu. Đệ tử tôi khấu đầu phụng sự, tấu động đình ngào hoàng tử long long nhan, khâm thừa thượng đế gia ban, thỉnh mời đệ tôn quan nhiệm mầu. Xa hồi cung bát hải đồng đình con vua, bát hải đồng đình đào tiên quan điều thất, anh minh sẽ đoàn thanh xa vui vẻ đèn rồng sớm hôm mai, châu đề đất vui vẻ đèn rồng ngày chơi phủ tí lầu hồng vào xa hồi cục tiên ánh trên ngàn tiên tiên yên thánh trên ngàn đồng cuống tuần quan minh sáng đàn cạnh cạnh cạnh
hành núi non xanh thơm, đà đức tiếng đồ. Về đền chứng lễ sơn trang,
vàng tiến dâng cơm làm gạo lấu lấu thơm lừng nghi à. Soi sáng gần xa, soi cho non nước lở hoa bốn mùa. Đêm đêm đốt đuốc kỳ mùa xuân sang chi
nắng mới thấp cao sương mù. Kìa con suối uốn quanh lướt qua sườn đồi, hài hoa rào chơi khắp nơi, rào rực trong nắng mới hát khúc ca mùa xuân. Bóng sang khăn ban danh ban diện cho đồng tổ tươi, ban cho áo bóng khăn biểu ý loan thanh gia hồi trên thông gieo dưới thời vượn hót trâu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít đến lâu. Hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng mưa.